Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Đối với việc người mẫu Ngọc Trinh bị Công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng, dư luận đánh giá rằng Công an thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng đã vào cuộc nhanh chóng sau khi những clip lái mô tô với nhiều động tác nguy hiểm được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người đồng tình khi bất kể người nào vi phạm pháp luật cũng phải xử lý nghiêm. Chưa kể, Ngọc Trinh là một người mẫu được nhiều người theo dõi trên trang mạng xã hội nhưng lại điều khiển mô tô lạng lách, chạy xe với động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe. Ngoài ra, người mẫu này còn thực hiện các tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy, cho video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Những clip được dàn dựng công phu, đăng tải trên nhiều nền tảng mạng xã hội khiến đông đảo người dùng mạng chú ý, đặc biệt là những người trẻ. Luật pháp là mọi công dân đều phải thượng tôn, tất cả mọi người phải sống và làm theo luật pháp quy định. Không để cho một ai lợi dụng mạng xã hội ngồi xổm trên luật định hiện hành, xử lý nghiêm minh để làm gương cho những người khác. Trước đây, Ngọc Trinh đã từng nhiều lần chơi trội, nhưng đây là lần đầu tiên cô bị vướng vào vòng lao lý. Nổi tiếng trên mạng xã hội, được nhiều người theo dõi, Ngọc Trinh thường xuyên quảng cáo cho các nhãn hàng. Đồng thời trên trang cá nhân, nhiều người nhìn thấy Ngọc Trinh có cuộc sống đáng mơ ước cùng những chuyến du lịch sang chảnh. Nhiều bình luận cho rằng sự can thiệp kịp thời sẽ răn đe những hành vi trái pháp luật của những người nổi tiếng. Nhất là trong thời gian qua, rất nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng có những hoạt động quảng cáo trá hình như hàng loạt nghệ sĩ đăng thông tin về những đồng tiền ảo, đăng địa chỉ bói toán tử vi và những nghệ sĩ tiếp tay cho việc quảng cáo hàng kém chất lượng, thực phẩm chức năng nhưng quảng cáo là thuốc trị bệnh khiến nhiều người bức xúc. Sau khi bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh đã có những lời khai chi tiết đầy bất ngờ với cơ quan điều tra về lý do mình thực hiện những hành vi phản cảm với mô tô phân khối lớn dưới sự hướng dẫn có Trần Xuân Đông, người được cho là huấn luyện viên mô tô của nữ người mẫu. Theo lời khai của nữ hoàng nội y, từ đầu tháng 9 2023, Ngọc Trinh đã tổ chức tụ tập lái xe mô tô hiệu Kawasaki Ninja lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng, khu đô thị Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Thời điểm đó, Ngọc Trinh mang theo một số người là trợ lý, người giúp việc để quay lại clip khi Ngọc Trinh biểu diễn trên xe mô tô với các động tác phản cảm, nguy hiểm như đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy. Đến ngày 6 tháng 10, Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông tiếp tục tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô biển số 59A3-115.88, nhãn hiệu BMW, dung tích xy lanh 999 cm3, lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15, khu công nghệ cao, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức. Tại đây, Trinh và Đông đã lái xe mô tô này biểu diễn các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe. Những người trợ lý giúp việc sau khi quay clip, chụp ảnh xong thì về cùng Ngọc Trinh biên tập lại để các hình ảnh clip này đẹp khi đăng lên mạng nhằm câu like, câu view ở các trang fanpage với hàng triệu lượt sub của người mẫu này. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng xác định lời khai của người mẫu Ngọc Trinh là đúng sự thật sau khi thẩm tra các trang fanpage cùng các tài khoản mạng xã hội của nữ người mẫu. Trong đó đã đăng tải trên tài khoản cá nhân trên nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook. Cơ quan điều tra cũng xác định, ngay sau khi người mẫu Ngọc Trinh đăng tải thì hàng trăm ngàn người vào bình luận chia sẻ. Thậm chí nhiều người thần tượng người mẫu Ngọc Trinh còn tải các clip về để đăng tải trên các trang mạng xã hội khác. Sau đó, các video này đã lan truyền trên không gian mạng với hơn 240 bài post trên Facebook, hơn 650 bài viết trên website, hơn 3.000 video liên quan trên YouTube. Ngọc Trinh và Đông khai, các clip trên mạng xã hội như nói trên không phục vụ cho hoạt động quảng cáo cho các hãng xe mô tô phân khối lớn. Chủ đích của Ngọc Trinh vốn là người nổi tiếng nên muốn tạo ra hình ảnh đẩy mạnh cá nhân trên mạng xã hội. Cơ quan điều tra nhận định Ngọc Trinh là người có ảnh hưởng xã hội, các tài khoản mạng xã hội cá nhân có hàng triệu người theo dõi, nên việc đăng tải, phát tán các video clip vừa đề cập nói trên ảnh hưởng xấu đến vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định để khẩn trương làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông và các đối tượng còn lại có liên quan để xử lý triệt để, nghiêm minh trước pháp luật.
Ngọc Trinh, tên đầy đủ là Trần Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1989 tại Trà Vinh. Cô là con gái út, sinh ra trong một gia đình khó khăn có 4 anh chị em. Mẹ mất sớm, Ngọc Trinh phải nghỉ học kiếm việc làm phụ giúp gia đình. Cũng từ đây, cô gặp những người bạn, mở ra cơ hội công việc, trở thành mẫu nội y nổi tiếng. Sau khi trở nên gà cưng của công ty do ông bầu Vũ Khắc Tiệp quản lý, Ngọc Trinh thường xuyên làm mẫu cho những bộ ảnh nội y nóng bỏng và dần trở nên nổi tiếng. Tên tuổi Ngọc Trinh cũng gắn liền với những trò lố mà theo các chuyên gia truyền thông là vừa đủ để làm nóng tên tuổi và duy trì sự nổi tiếng một cách ổn định trong gần 2 thập kỷ qua. Năm 2019, Ngọc Trinh xuất hiện tại thảm đỏ LHB Cannes ở Pháp và bị chỉ trích dữ dội khi diện bộ đồ hở hang, bị đánh giá là thô tục. Một làn sóng dư luận không chỉ trong nước mà cả ở quốc tế đều đổ dồn về Ngọc Trinh. Họ bàn tán về phong cách thời trang kiệm vải, phản cảm của cô khi xuất hiện tại một sự kiện quốc tế. Đây chỉ là một trong nhiều lần Ngọc Trinh cố tình gây chú ý với trang phục phản cảm, kiệm vải. Trên trang cá nhân hơn 6 triệu người theo dõi, nữ hoàng nội y không ít lần tung những bộ ảnh cắt xẻ táo bạo, ảnh nuốt, xuyên thấu để gây chú ý. Tuy nhiên, trước những scandal, Ngọc Trinh luôn tỏ thái độ không quan tâm và vẫn làm theo những gì mình thích. Các chuyên gia truyền thông cho rằng, Ngọc Trinh là một trong những người đẹp xây dựng thương hiệu cá nhân thành công nhất với slogan Trắng như Ngọc Trinh. Tuy nhiên, khi nhận thấy nhiều người đẹp khác bắt đầu lăn xê mốt da trắng, ekip của Ngọc Trinh khi đó đã viral một quan niệm được cho là kinh điển. Và tình và tiền đó là yêu mà không có tiền thì gặp đất mà ăn à. Gây tranh cãi trong dư luận khiến Ngọc Trinh duy trì sức ảnh hưởng lâu dài. Dư luận càng tranh cãi, Ngọc Trinh càng nổi tiếng và tất nhiên không né tránh mà mạnh dạn xây dựng thương hiệu cá nhân gắn với yếu tố người miền Tây thật thà, không đụng hàng bất kỳ người đẹp nào trong giới giải trí. Với thương hiệu cá nhân độc lạ, giúp Ngọc Trinh duy trì danh tiếng suốt thời gian dài với kiểu hình tượng chân chất, ngây ngô và vì thế ngày càng được yêu mến. Khi không còn trẻ, Ngọc Trinh và ekip chuyển sang xây dựng hình tượng mới, giàu có, thành đạt nhưng vẫn chân chất, thật thà. Lúc này, nữ người mẫu nói gì cũng đính kèm nội dung khoe tài sản. Ngọc Trinh trên tất cả nền tảng, mạng xã hội gắn với cuộc sống xa hoa, giàu có, ở nhà to, đi xe sang, hàng hiệu chất đóng và chỉ dùng dịch vụ cao cấp. Trước khi bị bắt, biệt thự mới mua với giá triệu đô của Ngọc Trinh đã làm cư dân mạng một phen lát mắt. Đó là chưa kể đến những thương vụ đầu tư bất động sản tại Bảo Lộc, Lâm Đồng gây bão dư luận. Song trong vô số clip đập hộp hàng hiệu, sống trong nhung lụa hay du lịch khắp thế giới, cô vẫn thỉnh thoảng để lộ phát ngôn ngờ nghệch. Trái với suy đoán của nhiều người trước đó, Ngọc Trinh mãi không hết thời, vẫn được quan tâm trên Internet và săn đón tại sự kiện. Các chuyên gia truyền thông cho rằng, bí quyết của người đẹp này là tạo ra hàng loạt scandal quy mô vừa và nhỏ như khoe thân, phát ngôn sốc, quay clip hài phản cảm, chia sẻ nội dung nhạy cảm, không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng đủ giữ nhiệt tên tuổi. Vài lần, cô vướng scandal từ bên thứ ba như mặc váy nhái, sử dụng gương nhái, quảng bá dự án Bitcoin lừa đảo. Cô chỉ cần im lặng, bỏ mặc, các ồn ào dần lắng xuống, những người hâm mộ tiếp tục quan tâm như chưa từng có gì xảy ra. Tuy nhiên, đến khi Ngọc Trinh bày trò lái mô tô tạo dáng nguy hiểm và thả hai tay, có lẽ cô định tiếp tục tạo tranh cãi vừa và nhỏ như thường lệ. Cô vẫn có những phát ngôn ngây ngô, nhưng lần này là ngây ngô một cách đáng thương khi cho rằng mình không ngờ lại vi phạm pháp luật nghiêm trọng như thế. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.